Hello, good afternoon. Sorry, I not speak English. Xin chào tất cả các ông bà hôm có mặt hôm nay để chia sẻ những cái về cái khó khăn của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Good evening, everyone. I'm very glad to have you here tonight, and we share on the stories of the Agent Orange victims in Vietnam as well as their living conditions. Lúc khi vào hộp meeting thì tôi cũng gặp được các một số là cựu chiến binh về hòa bình và vừa là nạn nhân, vừa là con em và người thân của ông bà vào đây cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam. Như vậy chúng ta rất nghe đồng cảm với nhau và rất dễ hiểu với nhau hơn. So this is not only about the justice which we are fighting for the Agent Orange victims in Vietnam, but it's also the Agent Orange victims in the United States and anywhere else. Tôi là nhân chứng sống lúc sống trong chiến tranh. Các ông là nhân chứng sống trong thời gian tham chiến và là hậu quả bị ảnh hưởng chất độc da cam, và em Minh là hậu quả của chất độc da cam của chiến tranh để lại bị ảnh hưởng chất độc da cam tại Việt Nam và tại Mỹ. I am the living witness. I have witnessed how the war was in Vietnam, and some of you here are the American Vietnam veterans who actually were in the battles in Vietnam. And Minh here is the living victim, a victim of war, Agent Orange. Trước tiên tôi sẽ chia sẻ về cá nhân của gia đình tôi cho các bạn hiểu. I would like to share my personal story. Tôi có một người anh họ đi thăm, một anh họ là có đi chiến đấu tại những cái vùng bị nhiễm chất độc da cam theo cái chế độ Sài Gòn. Và anh ruột của người anh họ nó là đi theo là bộ đội bên giải phóng, hai chuyến tuyến đấu nghịch nhau, và anh ruột của anh kia là đã liệt sĩ, còn anh đi trong chiến trường Mỹ Thủy thì bị ảnh hưởng chất độc da cam, và hiện nay anh đã chết, và anh có một người con gái cũng bị nhiễm chất độc da cam đã chết, hai người, và còn ba người cũng bị nhiễm chất độc da cam và không có như gia đình anh, không có người để lập gia đình nói dõi tông đường. I have two cousins. One was on the U.S. military, and one was on the Vietnam side. So coming from the same family, but they were forced to oppose one another during the war, and they have been affected by Agent Orange. One of the cousins had five children, and all were affected by Agent Orange. Bản thân anh ruột con, cái anh ruột cũng đi lính cho chế độ Sài Gòn, một anh là cho máy bay không quân đáp lên đáp xuống và học tiếng Anh giỏi nhờ được sang Mỹ học, và năm 74 là anh trở về là Việt Nam và 75 là giải phóng. I have two biological brothers. They were in the war as well, and one was a pilot, and he was sent to the US for training. He came back in 1974. Anh sinh đứa con đầu lòng nó cũng bị ảnh hưởng thần kinh, nó không học hành được. His first child was affected by Agent Orange as well. Anh thứ nhì là đi cũng bộ đội và đi lính địa phương quân cái chế độ Sài Gòn, thì cũng đi trong chiến trường đó, đi về sức khỏe anh hôm nay cũng yếu. And the second brother, he was on the he was with the US military in Vietnam as well, and now he's not in good health. Trong khi thời gian giải phóng ở chính quyền Việt Nam chúng tôi thì hai chiến đầu anh em có thể đánh nhau, giết nhau, nhưng mà khi hòa bình lập lại thì chuyện đó anh em không có gì hết và công việc vẫn bình thường. Việt Nam chúng tôi vẫn đối xử rất tốt những miễn nhiều quốc gia. During the war, family members were forced to fight to one another because we were on the opposing sides. However, after the war ended, we get back, we are still family, and we come back to the society, we have a normal life after that. Chứng minh các bạn thấy tôi là hiện nay là chủ tịch của hội nè, nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. And now I am the president of VAVA chapter in Đà Nẵng City. VAVA stands for Vietnam Association for Victims of Agent Orange.
là chúng tôi tiếp theo chương trình sẽ nói thêm về cái nói về trình bày về cái hoạt động của Baba Việt Nam và Baba Đà Nẵng chúng tôi. And I would like to brief you on Baba activities. Hiện nay trên toàn Việt Nam chúng tôi có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc dioxin và trong đó có 3 triệu người bị nhiễm chất độc dioxin là nạn nhân của chất độc da cam. There are 4.8 million people who have exposed to Agent Orange, and in which 3 million people are Agent Orange victims. Lúc đầu Baba Việt Nam thì từ khi mới thành lập mới có 10 người trong cái bang đó, nhưng hôm nay là được hơn 300 là người là hậu viên của Baba Đà Nẵng và đã rẽ rộng khắp các tỉnh thành như Minh đã trình bày. As Lauren mentioned, Baba was established with 10 members, but now it has more than 300,000 members in different provinces around Vietnam. Trách nhiệm của Baba Việt Nam là vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để ủng hộ chăm sóc giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam về sức khỏe, y tế, học hành, xây dựng nhà, cải thiện đời sống cho những nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Baba has a main mission of calling from domestic for local and international support for these Agent Orange victims to have a better healthcare and for these families to have better living conditions. Và nhiệm vụ thứ hai là chọn lựa và tìm những chứng cứ và cho chuẩn bị cho cái vụ kiện trong những năm qua. Thì mặc dù cái vụ kiện chúng tôi bị tòa án lương tâm, tòa án của tối cao của Mỹ bác bỏ, nhưng chúng tôi đã chiến thắng với công lý là được các bạn ở nhà ở Mỹ, nhân dân Mỹ và cả thế giới đều ủng hộ cho chúng tôi. Baba selected victims to fight for to fight a lawsuit against the chemical companies in the United States, and it started way back in 2003. However, it has been rejected by the Supreme Court of the United States. But we believe that we don't take it as a failure, but we believe that it has been indeed a success in raising the awareness among the public on Agent Orange. Cụ thể là đoàn chúng tôi đến đất nước Mỹ lần đầu tiên và đến được ba thành phố lớn của Mỹ là Los Angeles, Chicago và đến đây Atlanta, thì chúng tôi được các bạn đón tiếp rất là niềm nở, được đến nhà các bạn sinh hoạt, ăn tại nhà các bạn đưa đến và tổ chức cái hội nghị là khi nói đến người, khi nghe giới thiệu về Việt Nam là ai cũng hoan hô và nhiều bạn đã đến thân tình bắt tay và ôm hồng chúng tôi chia sẻ, chúng tôi rất là cảm động và cảm thấy rất là vui. This is our first trip to the United States, our first trip, so we are worried before our departure how it could turn out when we come to the United States. However, we were warmly welcome here. We've been to LA, Chicago, and this is the third city that we are in, Atlanta. And so we feel the support from the different people, and that gives us the determination to go further on our journey.